Đây là món bánh yến mạch với trái hồng giòn. Mời mấy bạn theo dõi từng bước mình làm cái món này nha. Kênh Uncle Worldwide xin kính chào mấy bạn. Chúc mấy bạn một ngày làm việc thành công và hiệu quả. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi những cái video rồi. And don't forget to follow, subscribe, comment, to my channel Uncle Worldwide again. Hôm nay mình vào bếp mình sẽ làm cái món bánh oatmeal mùi quế. Nguyên liệu của nó mình sẽ ghi dưới phần mô tả. Bây giờ mời mấy bạn theo dõi từng bước mình làm cái món Thì này đầu nha. tiên chuẩn bị cho mình một cái tô như thế này. Bạn cho cái nước cốt dừa vô trước. Đó, đổ vô. Tiếp theo là bạn cho mình khoảng nửa lon sữa thôi, sữa đặc đó. Ok, vậy là được rồi. Bạn quậy lên. Tiếp đến là bạn sẽ cho sữa tươi á. Mình đổ như đây trước đi. Chừng nào mà nó rồi. Bạn cho một nửa đường thôi để mình coi thử cái độ ngọt nó như thế nào. Mình sẽ điều chỉnh trọng lượng nha mấy bạn. Đây là lần đầu tiên mình làm. Mình cũng không có một cái Ok. Rồi. Bạn sẽ cho cái bột oatmeal. Cái này cái bột oatmeal mình làm mà cái mình bạn mua cái gói nhỏ nhỏ mà nó có cinnamon đó. Đó, mình đổ vô. Đấy. Rồi bạn cho cái bột quế này. Ok. Bạn stir nó lên. Mấy bạn ơi, sau khi bạn trộn nó xong rồi thì bạn bạn đã bạn dùng cái miếng giấy bóng á, bạn wrap nó vô rồi bạn để trong tủ lạnh dưới cái ngăn bình thường thôi. Để cho nó nở cái oatmeal rồi đó trước khi mình bỏ mình nướng nha. Mấy bạn ơi, sau khi cái oatmeal mình ngâm qua một đêm rồi thì nó đặc như thế này. Bây giờ mình làm bước tiếp theo nha mấy bạn. Đầu tiên là bạn chuẩn bị cho mình một cái khay nướng bánh. Bạn cho một chút dầu ô liu để mình dưới cho nó khỏi bị dính đó. Rồi mình rát lên sao. Đó, không có nhiều lắm. Rồi. Đó. Đây. Rồi sau đó bạn cho cái tờ giấy nướng bánh vô. Mình cho xuống như thế này. Rồi mình cho qua một cái đó gì đó cho nó tiện. Rồi sau đó bạn cho mình chút dầu nữa để một lát nữa mình lấy cái bánh ra thì nó sẽ không bị ok. Rồi sau đó bạn mix cho mình cái brown sugar cho nó tạo cái caramel nó cháy rất ngon, mình chắc chắn là sẽ rất ngon. Đấy. Đấy, vậy đó bên dưới để đây. Rồi tiếp theo là mình xếp cái bít đó, cái trái hồng mềm đó vô bên dưới ha. Nha, bạn phải làm gì đó. Sau khi bạn để cái hồng mềm xuống dưới rồi thì bắt đầu bạn đổ cái này nè, cái ớt á. Yeah, vô. Không, có chứ. Đó, 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 đổ xuống. Ngon quá, thơm ghê. Mùi cinnamon, mùi quế rất ngon. Bạn hiểu không? Rất đơn giản nha mấy bạn. Cái này bạn lấy cái ớt ra, cái bạn ngâm. Bạn bỏ sữa rồi bạn bỏ cái rồi cái gì. Ok, rồi bạn lại tiếp tục bạn bỏ cái này lên gì đó đó gì đó còn cái nào này á. Nên nó là cái mặt mình làm cho nó đẹp đẹp một chút nha bạn. Đấy, như vậy thì nó đẹp, mình ăn nó ngon nhưng mà nó cũng đẹp nữa thì nó bắt mắt hơn nè. Đó, dễ lắm. Cái này làm ăn sáng, đi ăn sáng là bạn slide nó ra một miếng là ăn cũng ngon chứ. Bạn thấy trên này rất ngon, rất ngon. Còn một cái nhỏ nhỏ mình bỏ vô luôn cho rồi. Cái đáng ngoài làm gì.
chưa nè. Rồi bạn cũng bỏ lên brown sugar một lát nữa thì cái brown sugar nó sẽ cháy đi, thì nó sẽ làm ra cái mật một rất đẹp. Phải cho nó cháy thì mới đẹp, không cháy không đẹp đâu, nó tạo ra cái caramel đó. Rồi thế thôi, như vậy là được rồi. Bây giờ bạn đi nướng 450 độ F cho nửa tiếng. Mấy bạn ơi, sau khoảng 45 phút mình bỏ trong lò nướng mình nướng thì nó như thế này. Thơm và nó ngon vô cùng. Bạn thấy cái ớt với lại cái trái đào rất ngon, rất thơm. Bây giờ mình bỏ ra cái dĩa nhé. Mấy bạn ơi, cuối cùng thì món bánh bằng yến mạch với trái hồng giòn cũng đã làm xong. Rất thơm, rất ngon. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi cái video này. Gặp lại mấy bạn cái video tiếp theo. Don't forget to follow, subscribe, comment, to improve my channel. Uncle Wai, see you for the next video. Bye bye.